mới đổ đục lên luôn nha. Này tối hổ ngoài quay rồi con sứa, con sứa nó bông. Rồi này xin chào cả nhà, chào cả nhà. Rồi hai chồng mới ruột lên. Mực chạy này, này cũng chạy ràng này nữa, hết cả cống rồi. Con cua mực cũng đeo mang chạy. Rồi rụng càng luôn, đeo cái rụng càng cua luôn cái nhà. Mực hết dữ thiệt, nhóc luôn tươi này, mực nhiều dữ à. Cái này có đục tôm cũng đỡ hơn mọi bữa rồi nè, không biết tay tháo sao nữa nha. Coi cũng... quá. Con này rút nhiều nè. Sao rút chứ vậy? Rút màu vàng kìa. Này rút nghệ. Mẫu em mới thấy rút lưng màu vàng. Kêu rút nghệ. Nó. Cá bóng. Này nó kêu cá bóng dừa. Kìa, con mực kìa. Lù lù ở dưới lù lên. Đeo nó hít. Hôm thu hoạch đỡ. Không biết đêm nay sao đây. Rút lụa rút coi. À, coi cũng có coi nè đổ đục coi tê tháo rồi được nhiêu nha. Cái này mình bỏ vô bọc ha, để ngồi nó bò. Rồi, lúc này mình đi lựa cái nha. Ghẹ nhóc kìa. Con lấy cái nồi dây gì con cua ơi. Cua đỡ con ơi. Nè, cho nó nhảy ra ngoài chuồng nè. Gác mà đồ bự không à. Chiều đổ đục hết con to rồi. Để xác con số với cua. Rồi chắc qua bên lắp hàm này ta qua cực ghẹ, ghẹ mà. Mực luôn. Đây, mực mẹ nè. Mở cái bọc bỏ hai mực chưa kìa. Bo lãnh ngỡn nè. Cá kèo dục vô đây. Hai cá kèo. Ba bốn con luôn. Kèo con bành bành luôn à. Lên kiểm thêm. Rồi, cua nè. Cho nó vô một ngủ rồi vậy? Có, để thằng kia dễ xương con. Để cà thấy nó quay càng ra. Đó con. Cua bộn nè. Bơi ra trong đây kìa còn nữa không? Cá nâu không con Vinh nè. Đây con mực đó nè Vinh nè. Lại trúng cua rồi cả nhà ơi.
mọc nè. Con này hôm qua nè, không nhúc nhích gì cho nè. Ừ. Đang mực lên tới đây, mở bọc lên. Sò còn là quê chắc. Mực này bỏ vô bọc một liền chứ nó bò bắt không được nó đâu. Cái này gai tôm nè, còn cua gạch nằm đó, còn con nữa hả? Ê, có một con nữa kìa, nhóc con luôn. Ừ, cua mà không muốn bóc thấy kìa, bạn nó tạm. Ủa, kìa đó con kìa. Đó. Con đục mà nhiều quá. Nên nước hơi sụt, chạy cua. Này xuống cũng bụng nè. Đừng để nó dơ. Tốt kiểu về chừng 10 ngày thế anh Tân. Có tới 10. Có tới 10 ngày á. 9 ngày đi. Ừ, đâu quá. Cá lượn trâu. Nè cua nè. Con lưỡi câu. Đồ lớn này trời ơi, ơi con cào nó ngọt thật ra chuồng có cái thì nó trơn rồi. Kìa, vô đó con nữa. Có cái kèo nữa, đây kèo. Kèo nó ở trong bọc đó, trên này. Kèo này. Kèo thương nhiên, kèo bự sức. Mình tắt mình lựa phụ á. Ừ. Cũng vậy. Đồ cũng nhiều mà bọc cũng nhiều. Trời ơi, ghẹm kìa. Rồi. Cua. Cua. Cua chạy tốt nữa. Đục cái cua hồi nãy. Cua được nãy hả? Cua nữa kìa. Cháu cua sao? Cua đổ được rồi. Bò nó đi. Sao đó. Cái nè. Chặn lại. Trời ơi. Chặn lại. Chặn lại. Ôi con gạch này cào lắm. Đâu. Lúc mà. Lúc cua trời ơi ghẹm kìa. Bò kìa. Lãnh lãnh luôn. Lấy cái xô hút lại vô. Thôi mở đây. Mực luôn. Buông lá lá luôn. Nhìn ngay cặp cà nó đưa ngay mặt rồi. Không có nhập tấm đèn qua đâu đó. Mực cái bọc nãy đâu rồi. Mực kiếp. Đó, đâu ghẹm luôn. Kèo luôn. Này, thứ gì cũng có. Kèo đó. Sơ rất là kèo. Quá là nhiều. Tới nữa, cột dưới lót. Chú bọt một sườn dẹp mà tám người bỏ thì chứ. Bị ghẹ kẹp ấy. Cá kèo rồi ghẹm quá trời, xuống đây bích chịch chỗ này rồi. Để nó dồn cho nó hồng, nó làm nó cũng tốt sao. Thầy vô coi thú, ba tía. Rồi. Sức thì tinh số. Kéo xô. Đây đồ gì cũng lớn. Dạ. Mấy con gặp. Con quy tại. Mang thu hoạch nhiều hả? Đây thêm con xuống nữa nè. Xuống chắc lộn nè. Nó kẹo nằm lên phên nè. Bắt cái kẹo lên đây. Cái kẹo lên đây. Kẹo cũng bệnh bệnh thôi. Lên đây. Đây nha. Đầy một số cua luôn. Hình có bao tay bắt ghẹm hay ta. Bắt chút nhóc ghẹm này nè.
xuống bộn nha. Nữa hả? Nãy được bọc cái này bọc nữa. Gặp rồi, gặp lột quá. Một xíu à. Ủa cái xo. Gặp. Qua xuống nữa nè. Kèo luôn. Kèo đỡ. Miệng đây có kèo đỡ, miệng bên miệng bển có kèo đỡ, mà miệng đây không có kèo ta. Luôn cái nâu này nó uống nè. Mực như thế. Nó chung vô cái ống này. Kèo. Đây ba con luôn. Đây con mực nó mực lên đây. Cái này coi. Nhóc luôn kìa. Ui, con cá bóng bự. Ui, con cá bóng cát. Wow. Cua nữa hả? Nó cua cũng bộn quá chứ bộn. Con cá bự. Cho nằm đi. Vậy em. Ui đây còn con cua nằm trong lá ủ nữa nghe. Ủa cua nó giữa. Ui, ui. Trời con càng. Trời. Nhà bá luôn mà có càng một. Xong luôn. Ủa cá kẹo nằm lên con thôi nè. Này có lý thôi nha. Có cua cò tôm. Chắc không? Cua chắc nhậu như trời. Có càng à. Con cua đó không bao giờ kẹp được. Bị cái có một càng mà bị gãy cái chóc nữa kìa. Không bao giờ kẹp cua này đâu có kẹp. Kẹp đến. Đâu cua đâu. Kìa đó con nó kìa. Chiếc kìa. Cua này là bán kiểu có tiền à. Không, hơi nhỏ. Cái xo. Đây nè, chiếc trong đây nữa nè. Không biết còn không nè. Thấy chưa, là không có cua gì. Hồi nó lùa cái nhóc luôn. Nó có chắc nó vậy đó. Quá vô là vô gỗ này nè, bỏ đại vô gỗ. Ủa, con cua. Kiếm hay còn con nào không kinh. Đó cua trước đây. Đây nữa nè. Thôi, thôi không tối đâu. Cái kẹo nằm trong lọc nè. Cái kẹo nó chạy muộn ha, không gà nó không có mà nó không có ha. Đâu mà nó bò ra, bò ra. Ờ, cái bọc lũng mà nó bò đó anh Vinh. Bỏ vô lấy thêm cái nữa. Đun cái rau ra được mà nó bò à. Ôi. Cái nâu bữa nay con nào cũng ngon hết trơn. Cái này gì cũng ngon, cái nâu nào lấy uống. Mực Vinh Vinh ơi. Được, con mực nó ăn con. Nè, dịp cái. Không phải, con cá dính trong đây nè. Cá dính trong con mực á. Nhâm coi bơi còn cua nào không? Ồ, cua nữa kìa. Nóc cua luôn đó nha ơi. Ồ, còn đây nữa nè. Lên cua tụ có kẹo nóc hết trơn. Phải. Cua. Cua trước đi rồi kiếm nóc cái kẹo ra. Gẹm cũng nhóc, một cái kẹo cũng nhóc, cua cũng nhóc. Bữa nay đỡ nhà tôm hùm cũng nhóc. Xuống chứ quên nó trong hùm. Trời ơi con có kẹo. Ô con có kẹo bên đây có kẹo chưa. Hết sức cái kẹo bự luôn trời. Quá trời đồ luôn rồi con cái. Quá trời giờ. Ôi ôi con cầm cơm xuống rồi. Cua đây chứ nè. Nó cua nữa kìa. Bữa nay mình cua nhiều hơn qua nữa. Còn con nào sóc con nào mới thịt. Ôi con có kẹo giải nữa nè. Kẹo giải cũng ngon quá trời luôn mà. Trời mưa mới có nó. Không có mưa không có. Không còn. Rồi vậy là hết cua rồi.
Rồi, hai chồng mình rửa đồ rồi cả nhà ơi. Tôm hùm dưới không anh? Thành phẩm được nhiêu đây? Đây được đỡ. Nay đồ đỡ. Cái này cũng đỡ, nay gì cũng nhiều. À, được nhiêu cua đây cả nhà ơi? Quá trời cua uy tài chẳng. Được nhiêu kèo á? Kèo ngon nặng mấy này trời, nó uống quay luôn. Được con uy tài. Mấy cua gạch. Còn 4 con gạch, 5 con gì vậy? Miếm luôn. 4 5 con gì cả nhà ơi. Bà con bành bành không à. Nguyên mới cua xô. Nghe trúng mánh cua. Này gì cũng đỡ trơn á. Rồi, hôm nay mình đi mua đồ cả nhà ơi. Bỏ cua vô xô. Bỏ cua vô xô. Muối đậu á. Rồi, mình lửa xong cái nhà muối. Ô tôm. Mình xuống xuống bổ nha. Mình lạnh. Cái gì cũng nhiều hết. Này hết không rồi. Ừ, mực á. Hay là mực gì hết luôn. Cái thùng không à. Đó, sao đèn mực thì để cho nó ăn. Mực chơi dĩa nè. Ruốt luôn, này có ruốt. Mực dĩa đủ lạnh không ta? Đập dương miếng đi ha, để cái bọc lên. Nấu được nguyên đồ cái nhắc này về. Gãy cho cái nhà ơi. Xá luôn hả? Xá luôn. Để cho ông ăn cái nhà. Cho ăn chống dịch. Phụ ít luôn nhiều ha. Phụ ít luôn nhiều ấy. Chỉ được mới cua. Cua nó gạch luôn cái nhà. Đóng cái được mới. Chứ được mớ mực nữa cái nhà. Ngon tươi. Mực này mình vô thùng luôn. Cũng xá luôn. Mực này được, cũng được mớ cá kẹo nữa. Cái mớ. Cái mớ ăn chống dịch đi. Chống dịch. Giờ mình lót cái gì ra hả để cua lên. Lót gì bọc cái gì? Không có để mực vô luôn rồi cái mình. Này mình vô đây luôn. Lấy vô đây. Rồi. Cá kèo mình sao ta vô bọc rồi để nó ngọt không? Nước đá không. Nó ngọt không? Cũng như mềm mềm thôi cho không ngọt đâu. Vô bọc không? Thôi giờ không. Rồi rồi. Lót vậy hả? Phải ngăn mới được cả nhà, chứ không ngăn buộc lại hả? Cua. Đó, khổ cũng được. Mình vô cái kẹo. Mọc cơm này. Này cũng như mê mê thôi. Để chóc đi. Mọc cơm có cái kẹo đổ ra đổ không? Ừ. Cái kẹo cũng bạnh bạnh. Kẹo kẹo cũng như không. Đổ vô con nào thôi hay nấy đi chứ biết sao nữa. Đổ miếng nước cho sạch sạch. Rồi về cái bột bọc để lên đây luôn. Đi 2 tiếng hồ tới rồi. Không buộc nó cho nó có cái hơi á. Phùng ra. Như mình thổi vậy đó. Vậy đó nó xong. Để xịt lép nó ngọt.
Rồi, giờ vô phòng rồi. Bây giờ hai chồng cũng xin chào cả nhà ha. Rồi, xin chào cả nhà. Em cả nhà vào lúc sau.